đội tuyển Pháp chuẩn bị loại ngôi sao lớn bậc nhất đội tại bán kết Euro 2024. Đội tuyển Pháp chuẩn bị gạch tên một trong những cầu thủ ngôi sao của mình khỏi trận bán kết Euro 2024 với Tây Ban Nha. Trước trận tứ kết với Bồ Đào Nha, có tin đồn rằng huấn luyện viên Deschamps sẽ loại ngôi sao Anthony Griezmann của Atletico Madrid. Tuy nhiên, ông vẫn giữ nguyên đội phó của mình, nhưng có vẻ như nhà cầm quân sinh năm 1968 sẽ đẩy cầu thủ 33 tuổi này xuống băng ghế dự bị ở trận đấu tới. Theo tờ L'Equipe, Deschamps đang cân nhắc loại Griezmann như một phần trong kế hoạch giúp hàng phòng ngự của đội tuyển Pháp trở nên chắc chắn hơn trước hàng công của Tây Ban Nha. Griezmann biết nhiều cầu thủ Tây Ban Nha vì chơi bóng ở La Liga, nhưng anh có thể sẽ phải theo dõi ít nhất hiệp 1 của trận đấu từ bên lề sân. Chỉ còn 3 trận đấu nữa là kết thúc Euro 2024, nhưng người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận đấu hấp dẫn bậc nhất ở vòng bán kết. Vào lúc 2 giờ ngày 10 tháng 7 giờ Việt Nam, Tây Ban Nha và Pháp sẽ đối đầu nhau tại Munich trong một màn so tài xứng đáng là trận chung kết. Tây Ban Nha đã giành được suất vào bán kết với chiến thắng kịch tính 2-1 trước chủ nhà Đức, trong khi Pháp vượt qua Bồ Đào Nha trên chấm luân lưu để tiến đến trận đại chiến quan trọng. La Roja là một trong những đội tuyển mạnh nhất tại giải đấu, nhưng không thể nói như vậy về Pháp, bởi đội bóng của Didier Deschamps chỉ là cái bóng của mình tại World Cup 2018 và World Cup 2022. Đáng chú ý là không có một cầu thủ Pháp nào ghi bàn từ các pha bóng sống tại Euro 2024. Les Bleus chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 5 trận đấu. Bàn đầu tiên là pha phản lưới nhà của đội tuyển Áo, bàn thứ hai là quả phạt đền của Kylian Mbappé trong trận đấu với Ba Lan, và tiếp đó là pha phản lưới nhà của Jan Vertonghen bên phía Bỉ ở vòng 16 đội.